Rồi, chào các bạn quay lại với kênh Chính Dương TV. Mình đi bãi biển với anh Vũ nha. Ngày chiều nay chắc này khoảng 3 mấy à. À anh Vũ kìa. Rồi các bạn coi nha. Đánh ra không biết kèo này có hay không nha. Hên xui. Rồi tôi lội vô giường là lụm nó đó. Rồi ok. Bạn coi nha. Để không tìm sao để hôm nay. Nha các bạn coi nha. Chứ thì nhớ rồi dính đường con các bạn ơi, cúng anh Vũ ơi. Ơi coi chừng đạp bá mướp trời, con này nó mới nở qua mà nó dám xung với con mồi tôi, bởi những bị cắn cái tè tôi rồi con này đổ còn nguyên rồi sao á. Dính con rồi các bạn ơi. Nay con bông quá, này nó còn bông nè. Con này tơ mà nó sung. Rồi thôi chào các bạn nha. Rồi kết thúc clip nha các bạn. Rồi, chào mừng các bạn quay lại với kênh Chính Dương TV. Mình gác tiếp mình đi gác bẹp cho các bạn. Vô vườn hoang này, vườn quýt mà nó bỏ hoang kìa. Đây. Y cũ, hai cái lục ăn với một lục chim mồi.
rồi mình gắn vô đế nha, bạn coi nha. Beep, 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 beep
dính có cái đầu không nghe các bạn nè. Trời ơi bó tay à, như nãy giờ tưởng dính nguyên mà nó cũng vẫn gầy mắt. Con trống kết thúc clip nha các bạn. Rồi, xin chào các bạn nha, hẹn các bạn trong clip sau.